Đây, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái bàn ghế tròn từ cái bánh xe này nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ thực hiện thôi. Đầu tiên thì mình sẽ có mấy cái ắp này để trang trí. Tiếp theo là cái chân ghế. Cái chân ghế thì mình sẽ còn có những cái que như thế này.